Công việc nặng nhọc ngày mùa qua, vợ con đâu thấy cảnh này. Bên bà chung tiền xong gì? Ngày này không chung đúng không? Có chung chốc 60 à? Không nộp 100 thì cũng nộp 60 à? Chị Loan cũng chung. Rồi bà thâu tiền chưa? Rồi thâu tiền chưa? Không, chị á. Tụi bà tự thu chưa? Tự lại học lái bỏ vui thôi chứ. Mày đợi tao mà nhớ tao lái thì thôi. Cái này mày đi dành đi cứu năm thôi mà ăn tất điên luôn. Khó quá. Quá rồi rồi nó có qua không? Ừ. Trời, không biết cái gì nhất tiền nhất lâu không má đi về sao nó quay cầm hỏi. Mà đi cái chiều qua mà đang thằng nó nghe hết thằng nó trầm hứa luôn. Nhiều không? Mình thấy viêm viêm. Viêm áo. Có viêm viêm không mà. Ấn, ấn, ấn. Nhưng mà cũng có ấn. Nhỏ nhỏ thì ấn nhỏ nhỏ. Ừ, được, được, được. Nhìn thấy thì thấy được đấy. Baby to. Chào là thấy gần nhạo rồi đó. Chứ là hậu sự gì. Thích cục mùn nó như thế này. Thì... có 6 rồi. Ừ. Lâu rồi. Mai cái lại đi chọt à? Dạ. Biết chỗ gì rồi chưa à? Tú về sẽ có cô xem. Mời mấy giờ đó? Chị không biết thì chưa đâu. Mời giùm đi ăn chị. Mời cái tờ còn đó không? Cái tờ giấy mời. Cái đó kìa. Các bà nói đó là làm gì đâu mà mời đi đó.
ra cái túi gì không? Kali là nay chọn. Kali chọn là hợp lý rồi đó. Ra hợp lý. Chưa chọn còn muốn. Bú riêng của họ bán hết riêng rồi. Không phải không. Không, cho đi chọn. Cái gì? Chọn đi, chọn sao? Không biết đi chọn. À, chọn có thể có bị không ạ? Ừ, chứ không biết thì cho đi. Thì họ khỏi đi ra ngoài rồi. Thôi mà ăn đó, mà ăn còn lắm đâu. Không, mấy cái đó chị đâu có sợ đâu. Đó được yên trong cái mũi rồi không sợ. Không có bị kiểu như nó lên làm ăn còn lắm. Thấy nó nới hàng ra một hàng. Sợ là sợ nó sẽ khó không mày thôi. Không có một hàng làm nhiều hàng lắm cái đây nè. Đông lên đó. Nghe anh ổn mà. Vô chợ xong. Có kiểu mà dính chùm nhau vô nên không có khả năng lay những cao chứ. Cái này còn khá nhiều lắm. Cùng đánh đợi thì nó lại lâu nha. Ừ. Nó chờ lâu. Lại nên trong cùng vô trước mặt đây đúng không? Ừ. Đặt trong còn nhiều à? Chạy xe nữa. Mm.